Chu du thiên hạ. Ngày xưa, bà già nghèo nọ có một người con trai, tuy đã lớn nhưng vô cùng ngờ nghịch. Ra đây chơi với ta nào. Ôi mẹ ơi, cứu con. Ôi mẹ ơi, cứu con với. Ông đón con. Cút đi, cút hết đi. Đau quá. Sao con dại thế hả? Tự nhiên chọc vào tổ ông làm gì cho chúng nó đốt cho? Mặt mũi sưng vù hết cả lên rồi đây này. Con chỉ muốn gọi chúng ra để chơi cùng thôi mà. Ai ngờ chúng lại lao ra đốt con. Đúng là lũ hung hăng đáng ghét. Con đúng là... Sao có lớn mà chẳng có khôn. Đã 20 tuổi đầu rồi mà cứ ngờ ngờ nghệch nghệch như trẻ con vậy. Con chọc vào tổ ông thì chúng chẳng đốt con à. Mẹ, con xin lỗi. Con cũng muốn được khôn khéo như người ta để đỡ đần mẹ, nhưng con chẳng biết làm thế nào. Hay là mẹ cho con đi chu du thiên hạ để học khôn mẹ nhé. Sao cơ? Con muốn đi chu du thiên hạ ư? Vâng, thì mẹ muốn con giỏi giang như người ta mà. Không đi học thì làm sao mà khá hơn được. Nhưng con ngờ nghệch như thế, trước giờ có bước chân ra khỏi làng đâu. Mẹ lo con ra ngoài sẽ không thích nghi được, lại rước vả vào thân thì khổ. Thế con mới ngốc như này đấy. Mẹ phải cho con đi thì con mới thành tài được. Người ta chẳng bảo đi một ngày đàn học một sằng khôn còn gì. Mẹ cho con đi mẹ nhé. Con nói cũng phải. Giữ con mãi ở nhà chỉ tổ làm hại thêm con thôi. Cứ thử đi một chuyến xem sao. Thế con định bao giờ đi? Ngay ngày mai con sẽ lên đường. Mẹ chuẩn bị đồ cho con nhé. Ừ, mẹ biết rồi. Nhà mình nghèo nên chẳng có nhiều nhẫn gì. Có 2 đồng cho con làm lộ phí, con cầm lấy nha. Vâng ạ, mẹ đừng lo. Nhất định chuyến này đi trở về, con sẽ thành người giỏi giang để mẹ không phải phiền lòng. Mẹ cũng chỉ mong có thế. Không có mẹ ở bên, chắc sẽ gặp nhiều trắc trở. Con hãy luôn cầu nguyện, không cần nhiều, chỉ cần đủ để gặp may mắn nha. Không cần nhiều, chỉ cần đủ. Con nhớ rồi ạ. Thôi con đi đây. Chà, đã đi được nửa ngày đường rồi cơ đấy. Thế mà chưa học được điều gì khôn. Không cần nhiều, chỉ cần gì nhỉ? Mẹ vừa dặn mà mình đã quên bén rồi. Không cần nhiều, không cần nhiều. Chào mọi người đang đánh cá đấy à? Chứ không lẽ là đang chơi, có chuyện gì không? Tôi chỉ hỏi thế thôi mà. À, mong trời phù hộ cho các người. Không cần nhiều, không cần nhiều. Hả? Cậu nói cái gì cơ? Không nhiều á? Vâng, không cần nhiều. Vớ vẩn nào. Hả? Sao lại ít cá thế này? Ờ nhỉ, một hôm chúng ta kéo được nhiều cá lắm cơ mà. Chắc chắn do thằng khốn kia trù éo rồi. Vừa rồi, hắn chẳng nói là cầu trời phù hộ cho chúng ta không nhiều còn gì. Hả? Đúng là hắn rồi, tên suối quẩy này, phải mắng cho hắn một trận mới được. Phải đấy, cho hắn chuộc cái thói ấy đi. Ơ, các anh làm sao thế? Cái tên ớt ơ này từ đâu đến mà dám trù ẻo bọn ta như thế hả? Có muốn ta đánh cho một trận không? Ôi, tôi nào dám trù ẻo mấy người ạ? À? Oan cho tôi quá, tôi đang cầu nguyện cho mấy người ấy chứ. Cầu cái đầu nhà ngươi ấy, cầu mà như thế à? Tôi nói thật mà, mẹ tôi dặn cầu như thế sẽ gặp may mắn. Tôi chỉ làm theo lời mẹ tôi thôi mà. Thôi, trông hắn có vẻ không bình thường, tha cho hắn đi. Chắc là một thằng ngốc, ai lại nói như thế bao giờ. Vậy phải nói như thế nào mới đúng ạ? Xin các anh hãy dạy tôi với. Phải nói là mong trời phù hộ cho các anh bắt được nhiều, nghe chưa? Bắt được nhiều, tôi nhớ rồi ạ, tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Cảm ơn các anh ạ. Ừ, thôi đi đi, nhớ lời bọn ta dặn đó.
bắt được nhiều. Thế mà mẹ lại dạy mình là không cần nhiều, suýt nữa thì bị ăn đòn rồi. Nhưng dù sao mình cũng đã học được một điều khôn rồi. Xem ra chuyến này đi cũng có chút thành quả, phải đi tiếp mới được. Chà, mình đã đến địa phận của làng khác rồi đấy. Không biết ở đây có dạy được mình những điều khôn gì không? Phía trước họ làm gì mà họ tụ tập ồn ào thế nhỉ? Tên cướp này rất nhiều lần ra tay cướp bóc qua làng ta, còn hại cả người vô tội chết oan. Hôm nay chúng ta phải thiêu chết hắn, tạ tội với những người đã khuất. Giết hắn đi! Ra tay đi! Chúc dân làng bắt được nhiều. Nhà anh này từ đâu tới mà vô duyên thế? Ý anh là muốn làng chúng tôi bắt được nhiều tên như thế này đấy hả? Một tên đến cướp bóc, giết hại dân lành chưa đủ khổ hay sao mà anh còn chúc cho chúng tôi bắt được nhiều hả? Đúng là thần kinh. Tôi cái gì? Có cút đi không? Bọn ta cho một trận bây giờ. Phải đấy, cút đi. Cút đi. Ôi, sao mọi người lại xua đuổi mình thế? Không lẽ mình lại nói gì sai sao? Mình đã làm đúng như lời người chài lưới dạy mà. Anh ngốc này, anh vẫn chưa hiểu vì sao anh bị mọi người xua đuổi à? Vâng, cháu chẳng hiểu đi đâu nói gì cũng bị sai là sao? Cháu đều làm theo lời người khác dạy mà. Có lẽ những điều người ta dạy cháu đúng với hoàn cảnh đó, nhưng không đúng với hoàn cảnh này. Cháu phải biết linh hoạt biến hóa chứ. Thế cháu phải nói gì thì mới hợp với mọi hoàn cảnh à? Cháu nên nói là xin trời thương kẻ khốn khó thì ai cũng thông cảm với cháu. Cháu nhớ rồi ạ. Cháu cảm ơn ông. Đi cả ngày trời mệt quá, chưa học được cái gì ra hồn cả. Cái sự nghiệp đi du thiên hạ để học khôn của mình nghe chừng cũng khó khăn đây. Nhưng không thể để làm mẹ thất vọng được, nhất định phải học cho thành người mới quay trở về để không phụ lòng mẹ. Hôm nay mình trúng mánh rồi. Nhà này đi vắng là để ngựa ở ngoài, mình tranh thủ giết thịt rồi lấy da mang ra chợ bán cũng được ối tiền. Người kia đang giết ngựa hay sao? Phải tới gần hỏi chuyện mới được. Xin trời thương kẻ khốn khó. Ôi, anh là ai? Chủ nhà à? Tôi chỉ là người qua đường thôi, xin trời thương cho kẻ khốn khó. Người qua đường, xin trời thương cho kẻ khốn khó ư? Mày đang mỉa mai ông đấy à? Ông khốn khó cái đầu mày ấy, ông cho mày biết tay. Ôi, đau quá, cứu tôi với. Tôi chỉ chúc anh thôi mà. Này, chút này, chút cái đầu chết tôi nằm trong hố nha mày. Cho mày chưa cái thói mỉa mai, đồ chết tôi nằm trong hố, chết đi. Đồ chết tôi nằm trong hố, không lẽ phải nói như thế mới đúng. Đồ chết tôi nằm trong hố. Ôi, đồ chết tôi nằm trong hố. Cái thằng khốn này, mày nguyền rủa xe của ông ngã xuống hố, bảo sao đang yên đang lành, xe của ông lại bị đổ. Ông phải cho mày ăn rồi, cho chừa cái thói ăn nó lung tung mới được. Ôi, đau quá, đau quá. Học khôn đâu chẳng thấy, sáng giờ toàn bị mắng chửi với bị đánh, đau quá đi mất. Đã thế mình chẳng thèm chu du thiên hạ nữa, về nhà với mẹ thôi. Mẹ ơi! Từ đó, anh chàng ngờ nghệch, không bao giờ nói đến chuyện đi chu du thiên hạ nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!